Hôm qua, khối thi đua số 3 Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Tri Tôn tổ chức trao học bổng và tặng quà cho học sinh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, xã Lạc Quế, huyện Tri Tôn. Chương trình dành tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là con của hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Lạc Quế. Mỗi suất gồm cặp học sinh, tập và tiền mặt trị giá 900.000 đến 1.900.000 đồng. Tặng 440 quyển tập cho trường trung học cơ sở Lạc Quế, đồng thời trao tặng 100 phần quà cho hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, mỗi suất là 10 kg gạo. Tổng kinh phí đợt trao tặng học bổng và cấp quà lần này trên 43 triệu đồng do khối thi đua số 3 Liên đoàn Lao động tỉnh vận động mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.